xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là đồng mình muốn khai trương tại cái địa điểm này nè các bạn. Khoảng 15 phút nữa là bắt đầu chương trình rồi. Cũng lâu lắm rồi mình làm vlog, hy vọng tất cả các bạn mọi người tiếp tục ủng hộ cho cái kênh của mình nha. Đây là anh em đang ngồi chơi chuẩn bị. Đây là thợ. Đây cho Dương Nguyễn Thiến nè. Lôi bạn. Vô nè đồ. Thank you.
ok, muốn sao rồi nha các bạn. Mình xin kết thúc cái vlog này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái vlog tiếp theo nha.